Chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10, nhà vườn Ngọc Thảo em lại về thêm những cây táo tàu cỡ to. Đây là các hàng to nhé, hàng to nhất hiện tại bên em nhé. Và hàng đã trồng được trên 20 năm tuổi rồi. Cây trồng đã cho quả rất là nhiều vụ. Hiện thì các cây em cũng đã cắt tỉa lại bình thường, tạo tán sau vụ thu hoạch quả chính năm nay rồi. Cây này các bác về trồng chỉ đến năm sau thôi. Cây này bật mầm mới, sẽ kèm được rất nhiều hoa và quả. Cây thì đã được cắt tỉa hết rồi nhá, vì chúng ta chỉ cần trồng thôi. Năm sau tôi sẽ tiếp tục một mầm mới từ các nhánh lá hoặc là cái mầm ngủ. Hàng thì em hiện đang trồng bầu, đường kính khoảng 50-60 phân thôi. Mà năm nay thì cây cũng đã cho rất là nhiều quả. Những cây to như vậy có thể cho hàng trăm, thậm chí hàng nghìn quả mỗi cây. Không chỉ có các cây cao hơn 2 mét mà những hàng lùn lục em cũng có sẵn nhé. Cây này vẫn chưa có chủ đâu ạ. Các thân khoảng 50-60 phân, vanh gốc 30, thân đơn thẳng, cây có tán tròn đều và đẹp. Táo tàu ở Việt Nam cây sinh trưởng và phát triển rất là tốt với khí hậu nước ta. Loại cây này thì rất được ưa chuộng trồng ở cả ba miền khí hậu nước ta nhé. Bên cạnh đây thì em có về thêm cả những cây hồng xương ruột đỏ, loại hồng xương ruột đỏ khổng lồ, cây ghép ạ. Hàng này thì hàng ghép ghép từ những cành đã cho quả rồi, vậy nên là cây sẽ cho quả rất là sớm thôi, chỉ khoảng vài tháng sau khi trồng nhé. Hồng xương ruột đỏ thì là một loại hồng xương quý hiếm và chúng có giá thành rất là cao trên thị trường hiện nay. Hay cả đến những cây bưởi đỏ Thái Lan. Những cây này là những cây nhỡ, cây trai bên em ạ. Hàng này thì có nhiều cỡ từ cây giống hay là đến những cây trai như thế này, tất cả đều được trồng bầu nhé, để vận chuyển đến tay các bác đảm bảo nhất có thể. Các bác trồng hàng này thì cũng nhanh cho quả hơn so với cây giống, đỡ tốn hơn 1 năm thời gian đấy ạ. Ngoài táo tàu, bưởi đỏ hay là hồng xương ruột đỏ thì bên em còn nhiều loại cây ăn quả khác nữa, đó là vải không hạt nhé. Vải không hạt này thì bên em cũng có nhiều cỡ từ những cây giống như thế này là cây ghép. Gốc ghép ổn định khỏe mạnh rồi. À, em trồng bầu từ nhỏ nhé. Cây hiện cho khoảng 70-80 phân này. Gốc thì to hơn ngón tay út của em rồi, gần bằng ngón tay cái nhé. Gần được thì khoảng gần 1 phân. Hàng này thì chúng ta trồng khoảng năm sau bắt đầu cho hoa bói được rồi ạ. Năm nay nhiều cây cũng cho hoa rồi đấy, em đã loại bỏ hết nhé. Để năm sau cây khỏe ổn định thì cho hoa sẽ đảm bảo hơn. Súng vải không hạt này thì có mẫu mã cũng đẹp mắt, quả to, ăn có vị ngọt đậm. Năm nay cũng bắt đầu có hàng thương phẩm để bán ra ngoài thị trường rồi đấy ạ. Không hạt nhé. Hàng này em bán là 200 rưỡi một cây. Nhưng còn nhiều gỡ khác, còn cả những cây to hơn, hàng trai thì là 600.000 một cây. Nó sẽ to gấp đôi gấp ba những cây như thế này. Và năm nay đã cho quả bói rồi. Đây là mật mầm mới hái nhiều này, phải không hạt nữa. Năm nay đã bán ra ngoài thị trường rồi, không biết bắt đầu ăn thử chưa? Nhưng mà giá bán ra thị trường trong nước cũng khá là cao, 250 một cân. Mà để xuất đi các nước khác thì này từ 500 đến 600. Rất là nhiều nhé. Nhưng mà đây còn một loại khác đó là bú sữa Mika. Quả tím. Loại này thì có vỏ mỏng, không mủ nữa. Bây giờ cũng đang có hoa rồi, này cho hoa rất là sớm. Nhưng mà cái loại này em cũng sẽ loại bỏ hoa thôi. Các bác trồng để năm sau cho hoa thì sẽ đẹp mạo hơn. Sữa Mika. Cây này cây giống nó cao khoảng 60-70 phân, hàng này bán 250 một cây nhá. Còn ông ngoại vừa về thêm này. Cây này nó cao khoảng 43-1m4, rất là cao đấy ạ. Bập mầm mới rất nhiều, nhiều cây đang kèm hoa rồi. Bạn này bập mầm mới là kèm hoa rồi ạ. À, em còn sót một cây baby red duy nhất này. Tao tìm baby red nhé. Một cây duy nhất thôi ạ. Bên này là những cây từ đằng thân leo. Ở đây dẫn một cây lan tỏi. Lan tỏi em cũng sẵn nhé. Cái từ đằng này là hàng ươm hạt. Các trồng nó leo dài nó rất là mạnh mẽ đấy ạ. Nhiều cỡ khác nhau. Bên này em có những cây lê đỏ cầu vồng. Nhìn là phân biệt lại luôn loại này nhé. Thân nó có màu đỏ tím như thế này. Cuống lá cũng vậy. Cuống lá cũng có màu đỏ tím ngay từ lúc non nhé. Này em còn một vài cây nho 12 vụ nữa này. Hàng này 600 một cây các bác nhá. Đang rất nhiều hoa này. Hoa. Bộ rễ khá là độc lạ. Hoa lùm mới đấy. Cây này cũng đã cho hoa vào quả rồi ạ. Hoa này. Tôi hiện cao khoảng 80 phân đến 1 mét nhé. Rất là nhiều hoa vào quả. Mẹ em còn một loại cây ăn quả khá độc lạ khác. Đây là cây ô liu, có cái chín thì sẽ màu tím như thế này.
Em trồng trọng quả hơi nhiều nên hơi bé nhé. Cây ô ly là một loại cây phong thủy dùng trang trí nhà cửa cũng rất là thu hút, cũng mang nhiều ý nghĩa phong thủy rất là tốt đấy. Hơn nữa dầu ô ly thì cũng chứa hàm lượng rất là cao, hay là khá đắt đỏ đấy ạ. Còn bên này là những cây bưởi đỏ Thái Lan, quả của chúng thì sẽ có hình hơn dài, không tròn như một số giống bưởi trong nước ta đâu. Thực hiện cái giống thì cao khoảng tầm 60-70 phân. Cái ghép đấy nhá, bưởi đỏ Thái Lan em có nhiều cỡ lắm, kể cả những cây to hơn, cái hàng khoảng 2,5 m cũng có. Đây, quả khi mới mọc này chúng nó có hình dạng vuông dài rồi khô tròn. Đây là bưởi đỏ Thái Lan nhá, cái giống rất là bé đấy ạ. Cái này em mới trồng được chưa được 1 năm mà nó đã cho trái rồi. Cái này đáng nhất là phải loại bỏ đấy, nhưng vẫn để một quả làm mẫu cho các bác để các bác thấy được cho ngoài sớm như thế nào thôi. Thế này là còn rất nhiều loại cây khác như là roi đỏ Thái Lan này, này em bán 200 một cây nhá, cây rất là to, cao khoảng tầm 1,2 m 1,3 m, bầu ổn định, nó rất là mập. Đây, đây là một cỡ khác của cây bưởi đỏ Thái Lan này, phần to nhé. Bên em còn khá nhiều loại cây ăn quả khác như là trèo hoa vàng, cây dược liệu. Cái này chúng ta có thể thu lá hoặc là hoa của nó để hãm nước uống nhé. Bên đây là những cái hoa mai xanh Thái, mật lộc này. Soleo phát triển rất là mạnh. Ra em còn cả những cây hồng đa sola hàng trai này, hàng này cao khoảng 1,3 m 1,4 m thôi, là 800 nhé. Một cây giống từ 400. Hàng hạt thì em cũng có, tuy nhiên thì em không khuyến khích các bác trồng, trồng rất là lâu, khoảng 4-5 năm mới có quả cơ. Còn những cây ghép như này chúng ta trồng năm sau để quả được rồi. Thì ra còn rất nhiều những cây nho hơn gỗ khác, nho gỗ 12 phụ này, hàng này về thân rất là đẹp này, mập sáng bóng luôn. Hay là tử quý cũng có nhá, hàng này em có cây từ 150. Đây, đây có một loại na mới, ta gọi là na kim cương nhé. Bạn này thì quả to, ăn ngọt đậm, ăn ngon hơn là thái nhiều các bác nhé. Hơn nữa thì chúng cũng không cần thụ phấn chéo đâu, chúng đậu quả tự nhiên thôi. Một số loại na hiện nay thì cũng phải thụ phấn, còn loại này thì không ạ. Nên có cái choai, nó cao khoảng tầm 1,4 m 1,5 m. Rất nhiều cây khác nữa. Là kim cương, nó có quả hết rồi đấy, nhưng mà em lại bỏ quả. Một số cây thì nó bị nứt, với cả một số nó đang trồng bầu hơi nhỏ ấy, em không muốn nuôi quả cho lắm. Còn đây là những cây lên nông giống này, hình giống nó cao khoảng 60-70 phân nhé. Cái giống này cũng khá là đẹp đấy. Đây là 200 một cây lên nâu giống. Em có nhiều cỡ khác, những cây na sầu riêng và những cây na Đài Loan giống. Một cây từ 150 một cây các bác nhé. Một lan em bên em cũng đang bật mầm rất là đẹp rồi, bật mầm đón nụ, đóng nụ chuẩn bị chơi Tết nhé. Không nhiều ạ. Em có cả những cây cam cara. Cam cara cái choa như thế này, cao khoảng 70-80 phân, lá xòe rộng rồi, trồng 1 năm sau cũng có quả được rồi các bác nhé. Cam cara không hạt, ruột có màu đỏ cam. Hay là cam decapon này, quả này thì có hình dạng có núm ở trên đầu quả ấy, đây là một dùng cam của Nhật nhé. Hay quá là cam canh này, cam canh cây này rất là to mập rồi, gốc đường kính khoảng 3-4 phân, nó rất là mập nhé. Không thế thì em có cả những cây cam canh to, cây bán sẵn quả để chơi Tết, nhiều cỡ khác nhau. Lý do sau em lên các bác một số cỡ những cây cam canh bên em nhé, em vẫn là những cây try thôi ạ. Còn em còn nhiều loại cây ăn quả khác, bác nào cần quan tâm thêm hoặc là muốn hỏi thêm về loại cây nào có thể liên hệ trực tiếp với nhà vườn Ngọc Thảo qua số điện thoại 092 391 2111. Còn em hiệu ứng lượng tài Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, có giao hàng toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán ạ.